từ, nó chưa no dầu. Trời ơi trời, cái bếp, cái bếp. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình mời tất cả các bạn cùng với mình cùng qua nhà em gái mình ăn mùng 5 nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Rồi đi bẻ rau ăn bánh xèo nha các bạn. Cắt lòi hả? Cắt lòi nè. Rồi, bẻ đi. Đây là rau tự nhiên không phân thuốc nha các bạn. Bé vừa vừa thôi, không ăn nhiều, bé cái đống cái lẹt nha. Rồi, bé bé thì mới nó cắt nè. Rồi, thì bé nó cắt. Đâu, hướng nào? Đây. Quá trời ngon, nhiêu đây là ăn bánh xèo xỉn rồi đó, còn gì nữa không? Hết rồi. Ăn đậu xài non không? Thôi bỏ đi. Nó cái chịu. Rồi mời cả nhà ăn măng cục cuối mùa nha. Măng cục đâu mà nhà mình nha cả nhà. Cuối mùa của người ta. Nè. Ăn cho bạn cái này nha. Trái được nghe các bạn. Ngon quá. Dục đi đó. Dục đi. Cây mà nó bị hư nè. Ừ. Bắt đầu ở đây nóng nha. Tao đi thấy cái nè, đây còn hai trái nè.
Cá thịt tượng này ngon quá các bạn ơi. Mẹ anh em mình ướp nướng nha các bạn. Giờ anh em mình bắt đầu ướp nha các bạn. Này là bột ngọt nè. Dầu hào. Này là sa tế. Tiếp tục là sa tế. Rồi. Chưa khui luôn. Còn muối tiêm luôn. Mà nó lưng có nửa hũ này. Sa tế này nó bán ít lắm. Còn nữa hả? Cũng chưa khui luôn hả? Con này đầy, con này lưng vậy. Ủa, người ta làm vậy người ta di chuyển chứ. Con này nhóc à? Sao tết tơm. Cái này không sa tế ngủ vị. Giờ mình nướng tết tơm cài để lại đây. Sa tế ngũ vị đi. Rồi cái gì cũng được nha. Đây. Sa tế ngũ vị hương nha cả nhà. Rồi. Hồi nãy là bột ngọt, dầu hào, giờ là sa tế ngũ vị. Đó. Rồi, sa tế xong rồi. Ô, trời trời. Mặn rồi. Khỏi chấm. Rồi, bây giờ mình sẽ quét cho nó massage cho nó nha cả nhà. Bắt đầu ướp cá các bạn. Cái này anh em mình lấy cái cọng chuối đập dập rồi bắt đầu mới quét nó nha các bạn. Lấy tay cũng massage cũng được, lấy tay massage sườn quá. Cái này mình vừa nướng mình vừa massage nó đây. Rồi sao lật? Đó, mình ướp mặt này cho mình để cho mình nướng. Rồi đi nướng không? Rồi bắt đầu đưa lên bếp nướng nha các bạn. Ngon nha, con cá này ngon nha. Cá này mình nấu nhiều quá. Đây. Nhảy. Nhấc cái nắp. Tiếp tục lát xa vào đây nha. Đó. Nướng xong rồi không biết có ăn được không á. Nướng này xong rồi chắc còn phức luôn á. Sao lúc nãy mình không chịu khứa này cho nó thấm ha đây. Nướng khô. Để đây, giờ cho mấy to không? Cái này nướng cầu. Được rồi, làm gì lấy dữ vậy không? Vô đây, giờ mình chùm lên cá này nè. Bây giờ rửa sạch rồi anh em mình mới chùm cá lên nha các bạn. Mình rửa sạch cho nó sạch trước mưa thôi cả nhà. Công nhận rửa sạch thiệt. Mưa quá trời. Rửa sạch thiệt. Tới công đoạn là chùm lá nghệ. Trời ơi, đó giờ mới thấy anh em mình nó làm món này luôn á. Giữ thôi nha. Không biết có ăn được không nữa. Trời ơi, muốn lá là thôi bẻ làm sao. Trời ơi, mùa nghệ con nhiều lắm ư. Nhiều hay nhiều biết rồi. Lùi luôn. Mình chụm vậy gần sang hồi chở. Chụm vậy hồi có nghe mùi nghệ không? Giờ nghe rồi nè. Nghe không? Nghe rồi nè. Đưa máy quay lại thử rồi. Đưa máy quay thử rồi. Có đây nè. Có rồi. Nơi gắm luôn à. Năm cộng một bằng hai à.
Xây xây quả đen kịnh đây cười. Nó dính này ta, nó dính nè. Hồi nãy điện quá chế. Không nóng mà đèn. Cá mà sợ máu gì mẹ. Giờ này nó đông lạnh nó chơi hề máu nữa đó. Không vậy chứ bỏ được con lạnh chứ nó lâu hơn cái nó không có chín ngày nào nó chín máu luôn á. Rồi, một bên nướng cá, bên kia bà Tám bà chiên bánh xèo nha các bạn. Tôi thử, tôi thiệt đi. Cái chảo nào cũng hơn cái vậy đó. Cái đầu tiên để bên bên đi. Không có, nó chuyện nha. Cái đầu tiên để dần điện. Màu thấy cũng đẹp đẹp quá. Năm ngoái năm kia tôi bị đổ, năm nay tôi bị đổ nó nghe tôi. Ô thơm quá điện ơi. Để anh này dựng đây nha. Chứ chùm tiếp hả? Để cho hết cái đống lá đó nha. Dính rồi. Vậy là chiên tới cái cuối luôn ha. Mày lấy thêm mấy cái dĩa nữa, cứ một cái vậy bắt đầu để vô một cái dĩa vậy đó. Rồi đầu ngày ăn lấy muỗng múc ăn. Mong cái này chắc sao chắc rồi chắc hết rồi đó. Cái kia mà để cho nóng thì nóng rồi, không bỏ chảo đường nữa đi. Nhìn cũng được chứ bộ. Được. Được. Cái đậu mà. Chết rồi. Cái bánh xèo cực khổ vậy. Cái chảo này nó chóc cái lót chứ mà sao nó chóc nè. Từ từ. Nó chưa. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Trời ơi, kéo biết. Kéo biết. Sửa cái bếp đi ông Điền ơi, ông Điền.
Trời ơi, trời. Cái bếp nhìn thấy chuyên nghiệp chứ à? Chóc dữ chưa? Vậy đó, nó hết đá là ở trên trên đó nó mới cười đá trong quần. Cái này nó cười đâu có đá trong quần. Lấy đồ tấn thì lại. Cái lò đó nè. Mẹ giảm lò kìa, táo nứt ra luôn rồi. Táo nứt ra làm đôi luôn rồi. Trời ơi, cái ga nó dữ à. Chưa, một lát hết cái nữa. Rồi, cái lò sửa rồi nha các bạn. Tiếp tục. Ừ. Út mà. Cầm lại cái bàn chút anh. Ở đây cũng nữa đi. Bỏ thằng Khai để nó mà. Ừ, bỏ bán lại lên cho mẹ đi, hồi mẹ quên. Về thằng Kha còn 4 cây nữa à. Có, mẹ có cọ phải nè. Thì ủa trong nhà thì đứa con cái bệnh không lẽ à... Để đi hồi ấy xong đi rồi mình điện coi được thì vô thôi. Chứ nó bệnh rồi. Anh đi ra bé thì con chế. Chủ ấy thì mẹ ngoại cũng còn dính thôi. Nãy tại anh điện nó vô đó nó nông riết người ta bể luôn kìa chứ không ai á. Phụ ông không phụ ta mở cột lại chắc lắm đó được đó. Thêm vài ba cái nữa mới hết chứ. Hết chốc là bánh xèo cũng hết luôn rồi. Hết nữa sao rồi. 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 Cá là sao? Cá là sao? Đó. Rồi, đổi tay phải không? Ok. Mới cái đầu nó cũng lộn cộng, cái còn hết ngon à, đúng không? Ủa, cháo nước này bắt làm gì ra? Nãy lụt rồi. Thank you.
có tôm nữa ha. Hello. Thì anh thấy mình để coi dọn lên cúng đi rồi hả, đi rước luôn vậy đó, chuyện đi rước ngoại rồi á. Nghĩa là mình dọn cúng rồi hết hả? Rước ngoại thì ý là mình lên xin kiến rồi sao? Mới mua hôm qua hay gì đi? Ừ, hôm qua được chứ để về lâu quá cái đó ăn. Cái gì chị? Hôm qua lâu quá ăn, mang qua đi. Rồi, cá chín này giờ anh em mình bắt đầu đem lên nha các bạn. Đây, đây. Đây. Có gì chốc giá chân vậy? Đây này nước làm được này. Rồi, lên. Ê. Chín nữa hả? Ê cái dĩa chảy không ơi, đưa lên nắp luôn nè, đưa lên nắp luôn nè. Đưa lên đóng được. Đưa lên nhà luôn đi. Rồi nó rớt xuống rồi đó. Rồi. Hiện tại món cá tai tượng đã hoàn thành nha các bạn. Rồi, một vài món ăn đã hoàn thành nha các bạn. Bây giờ anh em mình bắt đầu dọn lên cúng nha các bạn. Mà chiên cũng chục mấy cái gì đâu mà. Dễ là chết ngay. Để bên đây rồi bắt người bên kia không nhé. Tao ăn tao gấp mà, tao ăn cơm thôi. Mẹ kệ đi, để em qua đi rồi muốn ăn tao ăn. Trời có bị không ta? Trời không ơi. Trời cơm. Nó bị cài đó mà trời nghe không? Ôi ơi. Đi đi rồi giờ lát mang cho bác mượn anh mời trả rồi mình muốn trả cho làm gì giải vậy đâu có giải mấy cái chủng anh sao rồi mấy cái gì nó đang bây giờ bị xịt cái hết cá bữa rồi mình giờ gọng tông với chất gông nhắc không vô từ rồi hả nó không dính chạy cá bự đi cái nhỏ chạy dính thiệt tiếp gọng vô tông không vô không vô mày thưa hay gì phân như sạp phân hai phân ba rồi vô cái thằng mình chạy tép đâu chạy tép quốc tư vậy đó bữa con thấy à ông chạy đó con thái mua mà con biết
thái ra biết mua phân rồi như nó bán rồi còn gì 600-700 ngàn gì một cái chạy cá này kia nữa chứ trong với cá rồng tâm cả sẵn rồi ha. Ở đây nè vô một cái cho ngồi đi nước á ngồi đi. Rồi chào tất cả các bạn ha. Nãy giờ anh em mình làm xong hết rồi, bây giờ tới công đoạn ăn. Mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức những cái món ăn ở đây nha các bạn. Mời tất cả các bạn ha. Mời tất cả các bạn ly rượu nha. Clip đi lên động nó quay lên thấy nó coi nha. Chúng tới như một tử rồi nè. Mẹ coca. Mời tất cả các bạn bắt xe. Để ăn bắt máy. Để. Không thì để xuống. Mời cả nhà nhậu nha. Má thấy chạy đâu chạy ớn à chạy cơm không à hai mời cả nhà luôn đi vui vui chén vậy rồi cái này lấy thêm một giấy đó nè 160.000 ký gì à thấy không ủa góp bụng bằng con gà hả nhìn nó không đổ 160.000 ký á hôm bữa mua tôm lột mà nó không có tôm lột nữa. Bữa con lại mua tôm lọt về. Tao nhập thế nữa cam rồi. Đây có nhiều đâu hả? Có rồi, phải nhiều. Thế hả? Hả thế nữa vậy không? Cái bình này mấy chục năm rồi hai bác. Tại quy chương của địch con gà là không ai của ông nội. Có năm sáu chục năm đi ha. Rồi tới giờ đó. Đây giới thiệu các bạn đây là bình cổ cũng cỡ 5-6 năm rồi nha các bạn. Các bạn miễn có ai mà cần cứ liên hệ với mình để mình trao đổi giá với chủ nhà nha. Lột đi ông ơi. Không mất được hộp của mình. Rồi vũ ra có phơi mày vũ tao xịt thuốc xong tao đem về rồi ông má gắn vô cũng sẽ tới. Rồi tính không có ai lột được kinh đi chung nè. Ngụm nước mới. Từ từ có. Hết chưa? Đầy chút, uống thêm 50 lại đi mới không dám ăn. Sao con? Nhiêu ký? Rồi, nãy giờ mình ăn uống cũng no say rồi các bạn. Mình xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình ha. Xin chào.